Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 11. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý các bộ ngành địa phương đẩy mạnh đồng bộ toàn diện hơn nữa 6 nội dung cải cách hành chính. Dòng chung kết cuộc thi ý tưởng học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận nhiều ý tưởng khởi nghiệp, độc đáo, sáng tạo, thể hiện tinh thần đổi mới. Nâng cao nhận thức về bệnh đái tháo đường nhân ngày đái tháo đường thế giới 14 tháng 11. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 10 tháng năm 2023 và bàn phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 2 tháng cuối năm. Phiên họp kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh Quý Viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự phiên họp. Báo cáo tại phiên họp nêu rõ, thời gian qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp ngành địa phương, của các thành viên ban chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện trên cả 6 nội dung: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các bộ ngành đã cắt giảm đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh, 100% bộ ngành địa phương hoàn thành kết nối đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức. Tính đến ngày 10 tháng 10 đã cấp trên 83,76 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip và 24 địa phương hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử. Tuy nhiên, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng. Người dân doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý các bộ ngành địa phương đẩy mạnh đồng bộ toàn diện hơn nữa 6 nội dung cải cách hành chính. Trong đó, lấy cải cách hành chính là nền tảng, cải cách thủ tục hành chính là trọng tâm, còn cải cách chế độ công vụ là động lực, nhằm tạo đột phá trong công tác này, nhất là cải cách hành chính ở cơ sở. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương phải thay đổi tư duy, phương pháp thực hiện cải cách hành chính, lắng nghe, đối thoại, tiếp thu ý kiến người dân, rà soát cắt bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tập trung phân cấp phân quyền, nâng cao năng lực thực thi công vụ và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thực hiện cải cách hành chính.